Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Serbex Natural Men Vitality do Việt Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Serbex Natural Men Vitality cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Serbex Natural Men Vitality có thành phần là cố Men Vitality tương đương hà thủ ô 2000mg, đương quy 50mg, bạch thực 50mg, thục địa 50mg, 520mg. Serbex Natural Men Vitality được bảo chế dưới dạng viên nang cứng. Công dụng và chỉ định của Surbake Natural Men Vitality Người cần bồi bổ huyết. Người bị râu tóc bạc sớm. Sản phẩm Serbex Natural Men Vitality được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Serbex Natural Men Vitality được nhà sản xuất khuyên dùng như sau. Người lớn uống 3 viên mỗi lần, ngày 2 lần. Chống chỉ định khi sử dụng Serbex Natural Men Vitality không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Serbex Natural Men Vitality, đồng thời biết cách sử dụng Serbex Natural Men Vitality sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham